dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang. Không ai bảo ai, người dân làng Lại Đà nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra, cùng nhau nhổ từng khóm cỏ, chà từng mảng rêu, quét dọn đường ngõ để chuẩn bị cho lễ quốc tang. Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sinh ra và lớn lên. Hay tin Tổng Bí thư từ trần, người dân nơi đây không khỏi xót thương khi đất nước mất đi một người lãnh đạo lỗi lạc, thôn Lại Đà mất đi một người con luôn hướng về quê hương. Làng Lại Đà là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra và lớn lên. Những ngày này, nhân dân tại thôn Lại Đà và toàn xã Đông Hội không ai bảo ai, tự nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự để chuẩn bị đón tiếp thân nhân gia đình Tổng Bí thư cùng các đoàn khách về thăm quê, thắp những nén nhang thơm đưa tiễn lãnh tụ. Ngư y dân thôn Lại Đà thương nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Nguyễn Kim Chi, giáo viên trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, xã Đông Hội, cho biết từ chiều ngày 19 tháng 7, các cô, các bác trong hội người cao tuổi, các chị, em trong hội phụ nữ, các cháu đoàn viên và giáo viên các trường, trong đó có trường Trung học cơ sở Ngô Quyền đã cùng nhau ra dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các điểm thờ tự, nhà văn hóa. Lực lượng đoàn viên thanh niên chung tay dọn dẹp các cơ sở thờ tự. Bà Chi cho hay, quê hương mình có truyền thống hiếu học, nhất là thôn Lại Đà có truyền thống đỗ đạt cao. Nói về Tổng Bí thư, bà Chi cho biết dù không sinh cùng thời nhưng bà ấn tượng vì Tổng Bí thư là một người khiêm nhường, giản dị, chí công, vô tư và là một tấm gương sáng về sự học tập suốt đời. Tôi cũng được nghe kể lại bác là người học giỏi từ nhỏ. Dù vất vả nhưng bác vẫn tự học và tự vươn lên, phấn đấu không ngừng nghỉ. Cho đến lúc già bác vẫn không nghỉ vì quê hương, đất nước, vì nhân dân, bà Chi nói và cho hay nhân dân làng Lại Đà luôn yêu quý và tự hào về Tổng Bí thư. Bà Nguyễn Kim Chi, giáo viên trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, xúc động khi nhắc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Biết tin Tổng Bí thư từ trần, bà Chi cũng như mọi người trong thôn rất đau xót, vì ai cũng yêu quý Tổng Bí thư. Bà và nhân dân cùng chung mong muốn tang lễ của Tổng Bí thư được tổ chức trang trọng nhất, do đó công tác dọn dẹp vẫn đang được triển khai gấp rút. Không ai bảo ai, người dân thôn Lại Đà cùng nhau dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị cho lễ quốc tang. Bạn Lương Thị Lan Phương, bí thư chi đoàn thôn Lại Đà, cho hay thế hệ thanh niên ở địa phương luôn coi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng để noi theo. Một rạp lớn được dựng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà để đón thân nhân gia đình Tổng Bí thư cùng các đoàn khách về thăm quê. Cây bồ đề nhân giống từ Đại Bảo Tháp, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, được Tổng Bí thư mang về từ chuyến công tác Ấn Độ năm 2010. Nhân dịp lễ hội làng năm 2014, cán bộ và nhân dân thôn Lại Đà đón nhận, trồng cây này tại đình Lại Đà. Đường làng thôn Lại Đà sạch sẽ, khang trang.